Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em Dân mới về, một số những mẫu sản phẩm bên em Dân đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Đấy, hôm nay thì bên shop em vừa lên video thanh lý ấy và giới thiệu cho các bác một số những mẫu sản phẩm bên em nhé. Thì trong cái video của em thì cứ lên mẫu sản phẩm nó lộn xộn một chút và thanh lý và giới thiệu sản phẩm, nên kính mong quý cô bác anh chị đón xem. Sản phẩm đầu tiên muốn cái thanh lý trong cái video ngày hôm nay đó là một cái dòng băng keo Nhật. Băng keo Nhật này, con này thì đang bán là 160.000 đấy, nhưng hôm nay thanh lý cho bác còn 3 quận thôi. À, em sẽ bóc ra một quận đấy, để cho các bác có thể tham khảo. Hàng này hàng xịn nhá, nó là thuộc dòng băng dính hai mặt. Có thể các bác có thể dán cho chúng ta là dán những cái bề mặt chống thấm đấy, rất là dẻo dai. Con này thì của nó là 7,5mm x 20m. 7,5mm x 20m này. Hàng này của nó là hàng nội địa Nhật nhé. Hàng nội địa Nhật này, Made in Japan này. Đấy. Số lượng của con này thì có hạn nhé. Con này thì vừa có thể xử lý chống thấm mà vừa có thể dán hai mặt. Đây. Đấy. Số lượng còn 3 quận thôi. Đây. Cái này là nó như kiểu là nhựa đường các bác nhé. Cái này nó như kiểu là nhựa đường ấy. Đây, đây em sẽ cậy ra cho bác xem. Đấy, rất là dính chắc. Đấy, nó rất là dính, rất là dẻo dai như đây các bác nhìn thấy này. Đấy. Các bác cậy lúc đầu ra em lại cắt mất móng tay rồi, đâm ra lại hơi khó. Nhưng mà thôi không sao, sẽ cậy cho các bác để tham khảo. Đây. Nó là hai mặt đều dính nhé. Đấy, thì các bác có thể gắn vào những cái dòng cổ ống hay là những cái ấy để thì chúng ta đều có thể dính được, rất là dẻo dai. Rất là dẻo dai nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với giá là 160.000 đồng. Cái video ngày hôm nay em thanh lý cho các bác với cái mức giá cực kỳ ok luôn. Thanh lý cho các bác với giá chỉ có 100k một quận. 100k nhé. 100k một quận này. Đấy, giá cực hời luôn. Mà hàng cực đẹp luôn nhé, hàng nội địa Nhật nhé. Hàng nội địa Nhật. Băng dính hai mặt. Đó, thì em vừa giới thiệu sản phẩm và vừa thanh lý ở trong cái video. Ví dụ nó hơi lộn xộn, có khi đang giới thiệu sản phẩm thì lại có sản phẩm thanh lý. Nên là các bác có thể lướt qua để xem cái những cái sản phẩm thanh lý bên em nhé. Đó, đây là các bác lên che mã này, băng dính hai mặt xả nhé. Bản to đấy, loại này bản to đấy, đem đo luôn cho các bác luôn. Bản này là bản 7,5cm. Đúng 7,5 luôn này. Cực kỳ dày luôn. Xử lý chống thấm trên tôn thoải mái nhé. Đấy, mùa hè thứ các bác không sợ bị nó nóng nó ấy đâu. Đó, mã đầu tiên. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu các bác là một cái dòng đèn pin Polis. Đấy, đèn pin Polis hai đầu. Đấy, hai đầu này có này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này thì có một đầu pha và một đầu cốt. Một đầu cốt này thì nó sẽ xoay được cho những chúng ta những cái điểm gần. Đấy, còn đầu pha này thì nó sẽ xoay xa. Con này thì thời gian sử dụng pin từ 6 đến 8 tiếng. Ở đây thì nó sẽ có hai cái đầu để bật công tắc này. Này các bác nhìn đây. Xoay này. Đấy, bụng nó cũng có cái để sáng này. Rất là nhiều điểm sáng. Đây con này chóa rộng. Cái này là chóa rộng. Xoay đèn đỏ nhấp nháy này. Đó. Ở trên này thì đây nó có cả cái hiển thị phần trăm pin này. Và ở đây nó sẽ có một cái cho chúng ta, đó là một cái đốc sạc nữa, chỗ sạc và chỗ cắm USB. Cái chỗ cắm USB này nếu mà bí quá thì các bác có thể dùng để làm sạc dự phòng nhé. Các bác có thể dùng sạc dự phòng. Hàng này hàng Polis. Hàng Polis 800 đến 1200m. Hàng nội địa Nhật. Đấy. Con này thì bên nhà em đang bán với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn nhé. Giá của cái mẫu sản phẩm này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 260.000 đồng nhé. 260.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. 260.000 đồng và bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng nối dây điện. Cái này em chỉ bán 10 cái một nhé các bác nhé. 10 cái một. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Con này thì các bác có thể dây 4.0 trở xuống. Đấy, các bác có thể sử dụng dây 4.0 trở xuống nhé. Cách sử dụng thì các bác rất là đơn giản. Các bác tước cái dây điện chúng ta ra thôi. Các bác tước cái dây điện, ví dụ là cái dây như thế này. Các bác tước ra rồi các bác nhét vào. Đấy, các bác nhét vào. Đấy, không cần cốt hay cần cốt cũng được, rồi các bác thả xuống thì nó sẽ giữ rất là chặt. Nó sẽ giữ rất là chặt nhé. Đấy. Các bác không đấu nữa, các bác muốn mở ra thì các bác nâng nó lên là các bác có thể mở ra được. Hàng này dùng rất là ok luôn. Ở đây thì các bác cứ đấu thẳng nhau là được. Cứ mở lên là chúng ta đút vào bên nào cũng thế.
Đấy, khóa vào. Từ dây 4 trở xuống. Từ dây 4 trở xuống nhá. Nó giữ rất là chặt. Nó giữ rất là chặt các bạn. Đấy. Con này hàng đẹp luôn. Em bán một cái bộ này, 10 cái như này. 10 cái như này. Giá của 10 cái này là 50.000 đồng. 50.000 đồng 10 cái nối dây này nhá. Nối dây này. Rất là an toàn luôn, các bác có thể nối dây từ dây 0.7 đến dây 4.0. Từ dây 0.7 đến dây 4.0 nhá. Tiện lợi và xịn sò luôn các bác nhá. Đó, cái này là các bác là nối nhanh nhá. Các bác lên cho em mã này, mã nối nhanh. Đấy, 50.000 đồng 10 cái. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng sản phẩm, đó là mẫu sạc bình ắc quy. Sạc bình ắc quy thì nhà em có rất nhiều loại. Em xin giới thiệu trước cho các bác. Đầu tiên đó là một cái dòng sạc bình ắc quy 12V 4A. Con này thì các bác chỉ sạc bình ắc quy xe máy thôi nhé. Khi cắm điện vào thì nó sẽ hiển thị lên là cho chúng ta đó là bao nhiêu volt và bao nhiêu A như thế. Đấy. Và đây, khi các bác cắm điện vào là nó sẽ lên hiển thị lên như này. Và các bác kẹp nhé, các bác kẹp vào bình ắc quy thì các bác kẹp đúng cho em là lửa và nguội này. Đấy. Những cái lúc mà nhiều khi đây đèn đỏ này nhấp nháy là được. Đèn đỏ nhấp nháy là được. Con này thì các bác sạc bình ắc quy xe máy hoặc xe đạp điện thôi. Đấy, còn các bác cơ sạc bình ô tô kể cả là ấy thì nó sẽ vào rất là chậm. Tại vì dòng này là dòng sạc bình bé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây nó đang đẩy pin vào. Đo vôn này 13,7V này, 34 độ C này. 5,9, 5,8A này. Con này đầy pin nó sẽ tự ngắt nhé. Cái dòng này, những dòng này như em đã đầy pin nó sẽ tự ngắt. Có sự cố nó cũng sẽ tự ngắt cho chúng ta luôn. Có sự cố nó cũng sẽ tự ngắt luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn này. Đó. Hàng đẹp và xịn sò luôn nhé. Sạc bình ắc quy 12V 4A. Đấy, sạc bình xe máy. Có quạt tản nhiệt này. Có quạt tản nhiệt này. Đấy, quạt tản nhiệt thì đầu tiên nó sẽ chưa chạy đâu các bác nhé. Đầu tiên nó sẽ chưa chạy đâu. Nhưng mà các bác sử dụng một lúc nó sẽ cảm thấy nó cần tản nhiệt thì bắt đầu nó sẽ quạt vào để nó làm mát thiết bị. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 100 đến điện 240V đều ok. Đấy, sử dụng 13,8V đến 15,5V. Mắc của nó 5A. Đấy, hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn nhé. Cái mã sản phẩm này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nó bên em đang bán với mức giá chỉ có 220.000 đồng. 220k và nhà em bao ship. 220k và nhà em bao ship cho bác luôn. 220k bao ship. Hàng đây là hàng mới nhá. Hàng này là hàng mới, hàng nguyên hộp luôn có nhá. Hàng này hàng nhà em là hàng mới, hàng nguyên hộp luôn. Nên là các bác yên tâm sử dụng. Đó là mã đầu tiên. Mã thứ hai, con này thì nó sạc cao cấp hơn một chút. Cái dòng này nó sạc cao cấp hơn một chút nhé. Đấy, các bác thông cảm là ở nhà em nó đang mưa, đợi mãi không tạnh mưa để quay video cho bác nên nó hơi ồn. Đấy, mong các bác thông cảm. Còn thứ hai, đó là một cái dòng sạc bình ắc quy 12V 8A. Con này là 12V 8A thì nó sẽ có thể sử dụng được to hơn. Con này có thể sạc được cả bình 24. Sạc được cả bình 12 và bình 24. Sạc được cả bình 12 và bình 24. Đó, đây này, sạc bình ô tô này, sạc bình ắc quy này, sạc bình xe Honda này và reset lại bình này. Đó. Đây. Chế độ đây, các bác chỉnh chế độ đây. Đấy, sạc bình ắc quy nhá. Rồi các bác kẹp vào. Rồi các bác kẹp vào cái bình ắc quy này chúng ta. Con này thì nó sẽ sạc được cả bình 12V 8A đến 24V 4A, tức là từ những cái sạc bình bé các bác có thể sạc được tối đa của bình 12V. Đấy, thì các bác lưu ý nha, không kẹp ngược pha cho em và không đánh nó tuyệt này đâu. Đấy, các bác kẹp vào này. Đó, thì nó đây nó sẽ hiển thị phần trăm, nó đo này. Bắt đầu đo này, năm bao nhiêu A này, bao nhiêu volt này. Đấy. Bao nhiêu độ C này. Đấy, nó sẽ đo dần dần. Đầu tiên nó sẽ chưa chính xác ngay 100% được, nhưng mà sau một thời gian khi nó đã vào hoạt động bình thường là nó sẽ đo cho các bác chính xác 100%. Cái con này thì nó cũng có quạt tản nhiệt nhé. Cái con này nó cũng có quạt tản nhiệt. Và đây, cái thông, những cái thông số của nó này, các bác có thể sạc được bình 100 đến 240V này. Mắc công suất của nó đến 130W. Đấy, sạc bình 12V 8A đến 24V 4A. Con này thì sạc bình từ 6Ah đến 30Ah và 30Ah đến 150Ah nhé. Đấy, tối đa lên đến bình 150Ah thoải mái luôn.
thương hiệu của nó là dòng này thương hiệu Forsup nhé các bác nhé. Đấy, con này có cả G-Sec, G-Lê lại bình này. À, cái G-Sec này là nó tái tạo lại bình, như kiểu nó làm mới lại bình cho chúng ta. Đấy, nó làm mới lại bình cho chúng ta rất là ok luôn. Đấy, và đầy pin nó cũng sẽ tự ngắt nhé các bác nhé. Cái dòng này thì đầy pin nó cũng sẽ tự ngắt cho chúng ta, nên là các bác có thể sử dụng yên tâm luôn. Yên tâm để sử dụng. Cái mã sản phẩm sạc bình ắc quy 12V 12V 8A này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đây em dán vào đây nhá. 320k. 320.000 đồng. Và bên em bao ship cho các bác luôn. 320.000 đồng và bên em bao ship cho các bác luôn nhé. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Đấy. Đây các bác tự đầy là nó sẽ tự ngắt nhé các bác nhé. Cái này đầy nó sẽ tự ngắt. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm sạc ắc quy 12V 6A. Con này thì số A của nó bé hơn. Thế nhưng mà nó lại tiện hơn, đa năng hơn. Tại vì làm sao? Đây, sau đây em xin đi vào chi tiết của nó cho các bác xem luôn. Con này thì dung tích của nó bé, cái phân khúc của nó bé hơn. Nhưng nó có thể sạc được pin lithium. Bình ắc quy pin lithium nhé, chứ không phải là nguyên cái pin lithium không đâu. Đấy, bình ắc quy pin lithium. Đây, các bác có thể kẹp vào. Các bác có thể kẹp vào này. Đấy, và các bác chỉnh sang chế độ. Đang bị lỏng rồi cái nào. Đấy. Là nó sẽ tự sạc này. Đấy, nó sẽ tự sạc này. Đó. Rất là tiện lợi luôn. Rất là tiện lợi luôn nhé. Con này cũng có G-Sec. G-Lê lại bình. Cũng có quạt tản nhiệt luôn các nhé. Cũng có quạt tản nhiệt luôn. Nó bị lỏng này. Nó bị lỏng. Bị lỏng là cái nút này không ấn được nhé. Nó là bị lỏng ở một cái nào đó là cái nút này sẽ không ấn được. Đấy, thì chúng ta lại phải kiểm tra lại ổ điện. Đấy, chúng ta lại kiểm tra lại ổ điện. Đấy, kiểm tra thì bằng cách đây. Các bác sẽ bỏ đây ra là nó sẽ biết là cái nào bị. Kẹp vào này. Mà cũng có khả năng là nó đầy rồi. Đó. Rất là tiện luôn. Con này thì sạc bình 12V 6A đến 24V 3A. 24V 3A. Con này thì có thể sạc được cả pin lithium nữa. Có thể sạc được cả pin lithium. Có quạt tản nhiệt. Đấy, công suất của nó thì có thể sử dụng điện 100 đến điện 240V này. Mắc công suất lên 110W. Sạc bình 12V 6A đến 24V 3A. Hàng đẹp luôn. Con này thì nó có thể sạc được cả pin lithium. Giá của nó thì nó lại hơi nhỉnh hơn con kia một chút. Con này bên em đang bán với cái mức giá đó là 340.000 đồng. Và toàn bộ những cái dòng này thì bên em đã bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. Toàn bộ những cái dòng sản phẩm này thì bên em đã bao gồm phí ship rồi cho các bác rồi. Nên là các bác yên tâm. Về cái dòng này các bác chỉ việc sử dụng thôi. Các bác về cái dòng này thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, không phải lo lắng gì cả. Cứ thế là sử dụng nhé các bác nhé. Hàng này thì rất ok, rất là xịn sò và rất là bền bỉ. Rất là bền bỉ. Và đầy pin thì nó sẽ tự ngắt cho chúng ta luôn. Đầy pin nó sẽ tự ngắt cho chúng ta luôn nhé. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng kích điện từ điện 12V lên điện 220V. Đấy, từ em giới thiệu thử con công suất bé giờ đi nhé. Đấy, công suất to em cũng có 1.000, 2.000, 3.000 W em cũng có. Và con này thì công suất của nó là nhỏ nhất 220W. 220W, SIN của nó là thuộc dòng SIN sửa đổi. Cái dòng này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là cái ổ cắm điện này. Ổ cắm điện này. Đấy, đây là ổ cắm ra điện 220V. Và các bác muốn sử dụng thì các bác sẽ kẹp vào cái bình ắc quy 12V. Và các bác lưu ý cho em đúng chân lửa và chân nguội nhé. Đúng chân lửa và chân nguội các bác kẹp vào cho em. Đó, các bác kẹp vào đây. Đấy, là nó sẽ ra cho chúng ta là ra điện ở đây. Đấy, nó sẽ ra điện ở đây cho chúng ta. Và chúng ta chỉ việc về như thế là chúng ta sử dụng thôi. Chúng ta chỉ việc như này là chúng ta sử dụng thôi nhé.
nó rất là tiện, nó rất là dễ sử dụng nhé. Đây đèn báo sáng xanh này, cái đèn báo của nó sáng xanh này là chúng ta đã có điện, đấy là chúng ta có điện và chúng ta cắm điện vào đây là ở đây là đã có điện 220V nhé. Và các bác phải lưu ý là cái an toàn của mình này là ở đây là điện 220V rồi, nên là các bác chú ý cái độ an toàn của mình nhé. Đấy, con này thì ra điện rất ổn định, các bác cắm quạt các thứ thoải mái, các bác sờ vào đây không bao giờ việc gì. Đấy, vì ở đây vẫn là điện 12V nhưng mà nó chuyển đổi ở trên đầu này đã ra điện 220V rồi, nên là các bác hết sức lưu ý nhé. Một cái mã sản phẩm sạc bình ắc quy này bên em đang bán với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi luôn cho các bác, giá của nó chỉ có 220.000 đồng thôi, 220k, 220k. Và nhà em bao ship cho các bác luôn nhé, 220.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn. Các bác lên xem mã này, mã kích điện 220W nhé, kích điện 220W và 220.000 đồng bao ship. Một cái kích tiếp theo, con này thì nó là dòng kích có 500W thôi, nhưng mà các bác có thể kích lên tối đa lên đến 1.000W lúc nó sốc điện. Đấy là ví dụ lúc cắm đột ngột tủ lạnh các thứ là nó có thể chịu được lên đến 1.000W. Và cái dòng này thì nó là xin chuẩn, thì nó là xin chuẩn các bác nhé. Các bác về các bác chỉ việc đẩy dây của nó này, các bác nhìn thấy rất là to này. Đấy, các bác về cũng chỉ đấu cho em đúng vào lửa và nguội. Ở đây thì cũng đã đánh dấu cho chúng ta sẵn rồi. Và con này thì nó sẽ có một cái công tắc ở đây nữa. Đấy, con này có một cái công tắc ở đây nữa nhé. Con này thì nó có đầy đủ cho chúng ta, đó là quạt tản nhiệt, ổ cắm ra điện. Đấy, và có USB để các bác có thể cắm sạc điện thoại. Con này các bác có thể chế cháo lên ô tô để các bác cắm điện các thứ đều ok nhé. Xin chuẩn, xin chuẩn nên là nó rất là chắc chắn. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 1.000.000 đồng, 1.000.000 đồng nhé các bác nhé. Đấy, kích 500W xin chuẩn 1.000.000 đồng. Em cũng đang sử dụng cái này, nhiều khi là ví dụ là những cái lúc mà chưa cần đến, chỉ cần cắm quạt thôi thì em sử dụng đến cái mẫu này, dùng rất là tốt luôn. Đấy, 1.000k, 1.000k nhé, xin chuẩn luôn các bác nhé. Con này là dòng xin chuẩn luôn. Các bác nhận hàng các bác cắm thử điện sạc sử dụng cho em luôn, hàng đảm bảo cho bác luôn nhé, hàng này đảm bảo cho bác luôn nên là các bác yên tâm. Đấy, con này bên em đang bán với cái mức giá 1.000.000 đồng, 1.000.000 đồng một cái. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo, một cái mẫu đốc sạc Lico Cala, một cái dòng đốc sạc Lico Cala 4 pin, một cái dòng đốc sạc Lico Cala 4 pin. Đây, các bác cắm điện vào. Các bác cắm điện vào. Chưa có điện. Các bác cắm điện vào này. Đấy, và các bác có thể sạc được các dòng pin, các dòng pin pin 18650, pin đây các thông số pin của nó đây. Pin 18650 này. Đấy, 20700 này, 26650 này, 18490 này, 17000 này, 17500 này, 16300 này, 14500 này. Đấy, rất là nhiều loại pin. Đấy, các bác có thể tham khảo. Sử dụng nguồn điện của nó cũng có thể sử dụng điện 100 đến điện 240V. Hàng rất là ok luôn. Hàng rất là ok luôn đây. Khi các bác cắm điện thì nó sẽ hiển thị lên và các bác lắp pin vào. Đây, để em xin phép để em lấy pin cho các bác luôn. Đây, các bác có thể đặt một viên pin này. Đấy, các bác có thể sạc một viên pin. Hai viên. Ba viên. Hoặc bốn viên đều có thể sử dụng được. Đấy, pin to pin bé đều có thể sử dụng được nhé. Sử dụng thoải mái luôn. Các bác có thể sử dụng cho mic hát karaoke, sạc cho những dòng mic hát karaoke, máy đo huyết áp, pin đồng hồ, pin điều khiển. Pin này là pin to nhé, còn pin tiểu bé hơn nữa chúng ta cũng có thể sử dụng được. Đấy, pin tiểu bé hơn nữa chúng ta cũng đều có thể sử dụng được nhé. Đó, nên là nó rất là tiện. Các bác có thể sạc một viên, hai viên khác nhau chỗ nhau cũng được, ba viên các bác cũng có thể sạc được, thậm chí là bốn viên là cũng có thể sạc bình thường nhé. Nó rất là tiện. Đấy, nó rất là tiện ở khi làm đó. Này,
và nó cứ tự tối màn hình thôi, thế là nó sạc thôi. Một cái dòng đốc sạc pin Lico Kala 4 viên như thế này, bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, giá của nó chỉ có 350.000 đồng thôi. 350k. Bao luôn ship nhé. 350.000 đồng bao ship đốc sạc pin Lico Kala 4 pin nhé. Đốc sạc pin Lico Kala 4 pin, các bác cứ để thế thôi là nó sạc thôi. Đầy hết nó lại sạc hết, à, cứ sạc đầy nó lại tự ngắt, đầy nó lại tự ngắt nhé. Nên là nó rất là ok. Nên là rất là ok, rất là dễ sử dụng luôn. Còn bác nào mà không muốn, ví dụ là chúng ta không cần dùng đến sạc 4 pin thì chúng ta có thể sử dụng 2 viên. 2 viên này. Con này thì lại rất là tiện, cái đốc sạc 2 này các bác có thể vờ cắm sạc và để các bác sạc pin này. Nhưng nó cũng có cái cổng USB để các bác làm sạc dự phòng. Để các bác làm sạc dự phòng để các bác sạc điện thoại. Đó, rất là tiện. Rất là tiện luôn các bác nhé. Rất là tiện luôn. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể dùng sạc dự phòng các thứ đây. Đấy, nó hiển thị phần trăm pin cho chúng ta và các bác dùng sạc dự phòng và để các bác dùng đúng như sạc dự phòng luôn. Nó cũng rất là tiện. Hết pin các thứ thì các bác chỉ cần việc là thay cái pin 18650 này là xong. Không phải cục sạc dự phòng rườm rà mà các bác chỉ cần pin là chính thôi. Pin là chính thôi. Hết hỏng pin thì các bác lại thay pin này. Đấy, không phải lo lắng gì cả. Đốc sạc của Lico Kala đây, con này cũng sạc được rất là nhiều cỡ pin này. Đấy, các cỡ, các size, các dung lượng pin này. Và con đốc sạc pin này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 190.000 đồng. Đấy, đốc sạc Lico Kala 2 pin. Đốc sạc Lico Kala 2 pin 190k nhé. 190.000 đồng thôi. Đấy, dòng đốc sạc 2 pin này. 190.000 đồng một sản phẩm này. Hàng xịn sò. Hàng này xịn sò và hàng đẹp luôn nhé. Hàng này xịn sò và hàng đẹp luôn. Đó, đốc sạc 2 pin. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo. Quạt Zippo. Hộp quạt Zippo này. Dùng rất là ok luôn đi. Hàng rất là xịn sò luôn. Hàng rất là xịn sò luôn. Rất là xịn sò và rất là đẹp. Đấy. Một con bật lửa Zippo này bên nhà em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 đồng thôi nhé. Giá của nó chỉ có 150k thôi. Đó. Rất là tiện lợi, rất là đẹp. Cái này các bác về các bác rút ra. Các bác cho xăng thơm này. Rất là ok nhé. Hàng sẵn luôn nhé. $150.000. 150k. Đây để em ghi vào luôn vào cái vỏ hộp. Để em ghi vào luôn vào cái vỏ hộp để cho nó đỡ nhầm lẫn. $150.000 một cái. Máy lửa hay còn gọi là hộp quẹt Zippo nhé. Quẹt Zippo 150k. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên thì em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng miếng LED 12V. Miếng LED 12V nhé. Ánh sáng này của nó là ánh sáng màu vàng. Kích thước của nó nhé, ánh sáng màu vàng nó rất là dịu mắt. 22cm, 11,4cm. Ánh sáng màu vàng. Về nhé, khi các bác về các bác có hai cái chân này. Đấy, LED cộng và LED trừ. Đấy, thì các bác hàn vào. Dòng này thì nó sử dụng điện 12V các bác nhé. Dòng này nó sử dụng cái nguồn điện của nó là nguồn điện 12V. Nên là các bác rất dễ sử dụng.
rất dễ sử dụng. Đây để em lấy dây ấy em test cho các bác luôn. Đây như các bác nhé, em đã hàn sẵn cho chúng ta rồi. Các bác về các bác câu đúng cộng trừ thôi. Em đang để này là để hơi sai lệch chỗ này. Các bác nhìn thấy ánh sáng của nó này, cực kỳ sáng luôn, cực kỳ sáng luôn nhé. Các bác thì câu vào 12V là được, câu vào bóng điện 12V là được nhé. Rất là ok này. Đấy, rất là ok luôn. Sáng cực kỳ luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy độ sáng của nó thì các bác có thể đây nhìn này, nó khác hoàn toàn luôn. Nó khác hoàn toàn luôn nhé. Đấy. Rất là tiện lợi, rất là sáng, rất là sáng luôn. Cái mã này thì em đang bán với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 120k thôi. 120k. Các bác lên cho em mã này, mã LED 12V nhé. LED 12V, công suất con này thì 70W. Đấy, 70W, sáng cực kỳ luôn. Đấy, các bác biết là độ sáng của nó là 70W thì các bác biết là nó sáng như thế nào rồi. Đấy, 70W là các bác đã biết cái độ sáng của nó cực kỳ như thế nào rồi. Nên là các bác yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi. Về các bác chỉ việc sử dụng thôi nhé. Không phải lo lắng gì cả. Không phải lo lắng gì cả. Đó, LED 12V. LED 12V. 70W. 120.000 đồng. 120.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng đèn laser trang trí này. Đấy, đèn laser trang trí để báo giá luôn là 350.000 đồng như các bác nhé. Con này thì rất là tiện. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Nó VIP hơn những cái dòng kia rất là nhiều. Này. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy nó tỏa chéo của nó. Đây là em đang để điện bóng điện nhé. Các bác có thể nhìn kỹ. Đây là rất là sáng rồi. Đấy, chóa của nó rất là rộng. Nhưng mà đặc biệt con này nó có cái chỗ mic. Đó, cái mic này là để khi các bác hát karaoke ấy, thì nó sẽ múa theo nhạc. Đấy, nó VIP là VIP ở đó. Và các bác để đây. Con này thì tích điện nhé. Đấy, hơi sáng nhỉ, nó hơi sáng. Các bác không thể nhìn thấy cái độ đẹp của nó. Đây, các bác đợi em một chút. Đây, các bác có thể nhìn thấy độ sáng của nó rất là rộng, múa rất là đẹp nhé. Đẹp hơn cái bóng đèn kia nhiều. Nó đẹp hơn cái dòng bóng đèn nhiều. Mà chóa của nó rất là rộng. Đấy. Và đặc biệt cái dòng này thì nó có thể múa theo nhạc. Nó có thể múa theo nhạc như các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy đây. Đây em để im cái tay nhé. Em để im cái tay ở góc này nhé. Cho các bác nhìn vào góc này này. Này. Đấy. Rất là rộng luôn. Đấy, trong một cái vòng của nó rất là rộng rãi. Mà nó múa cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhất là các bác để ở sân vườn hát karaoke. Múa cực kỳ đẹp, cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác có thể múa cực kỳ đẹp, cực kỳ ok luôn này. Đó, giá của nó chỉ có 350.000 đồng thôi. Đấy, các bác có thể chỉnh vào cái chế độ rồi. Nhạc là nó sẽ nhảy chạy đây này. Đây nhé. Đây này, em gõ vào đây để cho các bác nghe tiếng. Đấy là các bác biết là tiếng nhạc ấy. Đấy, thì là ví dụ các bác bật nhạc sàn nên các bác quẩy. Đấy, bật nhạc hát karaoke thì nó sẽ nhảy theo nhạc. Đấy, những cái điệp khúc hào hùng. Đấy, nó rất là tiện. Nó rất là tiện nhé. Đấy, khi các bác hát karaoke, hát nhạc các thứ thì nó sẽ nhảy theo nhạc. Nên là rất là ok luôn. Nên là rất là ok luôn nhé. Đó. Đấy, một cái dòng đèn laser trang trí nhé. Đèn laser trang trí bên nhà em. Cái dòng này thì nó đầy đủ cho các bác, đó là dây sạc này. Dây sạc nhé. Dây sạc nhưng mà nó chỉ có cổng USB thôi. Và những cái phụ kiện để các bác lắp vào đây. Những cái phụ kiện để các bác lắp theo cho nó. Đấy. 350.000 đồng và nhà em bao ship nhé. 350.000 đồng và nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã đèn laser trang trí nhé. Đèn laser trang trí 350k bao ship cho các bác luôn. Đấy, hàng rất là ok. Hàng rất là ok và rất dễ sử dụng luôn nhé. Đấy, các bác lắp vào đây. Cái này các bác lắp vào đây là cái giá treo để các bác có thể bắt mọi chỗ, bắt trên tường, bắt ở đâu cũng được. Đấy. Rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi nhé. Này, bắt chân vào. Có cả quạt tản nhiệt luôn các bác nhé. Có cả quạt tản nhiệt luôn. Đấy, điện vào, nguồn điện vào 5V, công tắc on off. 350.000 đồng bao ship. 350.000 đồng bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng quạt tản nhiệt 12V. Cái dòng này thì nó chỉ có 0.16A thôi. Đấy, công suất của nó cũng hơi nhỏ nhỏ. Thế nhưng mà nó rất là ok. Đấy, chạy thì rất là tiết kiệm điện. Đấy, các bác cứ cho em cái adapter hoặc là cái cục đổi nguồn cứ 12V là được.
Đấy, và các bác về các bác đấu đúng cho em hai cực này, lửa nguội này, đỏ đen này. Đấy, thì cứ đỏ là lửa, đen là nguội nhé. Rất là tiện lợi, rất là dễ sử dụng luôn. Con này thì đây, các bác có thể sử dụng. Đấy, các bác về các bác tước dây ra. Đấy, các bác về các bác tước dây ra nhé. Dây của nó này rất là xịn sò luôn. Hàng này các bác yên tâm một điều, đó là sử dụng thì rất là ok. Đấy, rất là ok luôn nhé. Quạt tản nhiệt này, quạt tản nhiệt. Con này thì kích thước của nó là 12x12 các nhé. Kích thước của nó là 12x12. Hàng này thì sử dụng rất là ok luôn. Hàng này nó sử dụng rất là ok luôn nhé. 12x12. Giá của nó thì bên em đang bán với mức giá chỉ có 15 ngàn đồng thôi. 12x12. Giá của nó chỉ có 15 ngàn đồng. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một số những cái mẫu combo kìm. Đấy, mẫu combo kìm nhé. Combo kìm này thì bên nhà em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi và giảm giá cho các bác luôn. Khi các bác mua một combo thì giá lúc nào nó cũng thế, lúc nào nó cũng sẽ rẻ hơn cho chúng ta. Đấy, một cái này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 180.000 đồng. 180.000 đồng bên nhà em bao ship. Và khi các bác mua một cái thì là 180.000 đồng một cái, và một combo là 420.000 đồng một combo ba cái này và bao ship. Đấy, còn khi các bác mua hai cái này, ví dụ như hai cái này là 180 với lại 180 là 360 thì các bác lên cho em một cặp này, ví dụ một cặp cái nào cũng thế chỉ có 330.000 đồng thôi nhé. 330.000 đồng và vẫn bao ship cho các bác luôn, và vẫn bao ship cho các bác luôn. Khi mua một cặp kìm đấy các bác, ví dụ là các bác chỉ lấy kìm mũi bằng và kìm mũi nhọn thôi, hoặc là các bác chỉ lấy kìm cắt thôi, hay là lấy bất cứ kìm nào cũng thế, thì bổ nhà em thì em sẽ soạn cho các bác, đơn cho các bác. Hàng này đây xịn sò luôn, chất thép của nó chất thép CRV. Đấy, hàng đẹp luôn nhé các nhé, hàng đẹp luôn. Các bác cắt thép dây điện cái thứ rất là tiện lợi. Đấy, con nào như con nào này. Đấy, có cả tước dây này, ép cốt này. Đấy, tước dây ép cốt này thì con nào cũng có rồi. Còn là cái trên đầu này thì đúng như cái kìm bình thường thôi. Đấy, nhưng mà nó có cái tước dây ép cốt rất là tiện. Cán của nó nhé, là kén cán cách điện, nên là các bác sử dụng rất là ok luôn nhé. Đấy, hàng đẹp luôn nhé các nhé. Giá thì đấy, giá rất là ưu đãi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng sản phẩm hộp mũi khoan tháp. 1, 2, 3, 4, 5. Một bộ mũi khoan tháp 5 mũi. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn nhé. Đấy, các bác có thể lấy dấu này. Đấy, các bác có thể lấy dấu này. Đấy, lấy dấu xong là chúng ta sẽ cho cái mũi khoan này vào. Ví dụ đây, chúng ta khoan. Đấy, thì nó sẽ không bị tuột cái mũi khoan. Nó sẽ không bị tuột cái mũi khoan nhé. Đấy, rất là tiện lợi thôi. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, nó đang mưa nên là nó hơi dè một chút nhé. Nên là kính mong các bác thông cảm. Đấy, kính mong các bác thông cảm. Nhà vẫn là lán mái tôn thôi, nên là nó vẫn bị ồn. Thương hiệu con này là thương hiệu của Unica. Unica của Nhật này. Đấy, giá của con này thì ở bên em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 220.000 đồng thôi. 220.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác. 220k bao ship. 220.000 đồng bao ship. Hàng xịn luôn. Hàng xịn sò luôn nhé. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo. Một bộ mini tun. Mở này. Các đầu này. Lục giác vuông, lục giác hoa thị, những cái mũi tô vít đều đầy đủ hết. Đấy, kể cả những cái đầu chụp từ đầu 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, M5 đến M14, từ M5 đến M14 nhé. Tay công của nó đây. Hàng này thì hàng của nó là hàng của Germany của Đức. Đấy, nó có cả tay công luôn để các bác lắp gắn những cái đầu chụp này vào này.
Đó, rất là tiện luôn. Các bác nghe tiếng của nó là có biết là cái này rất là to này. Đấy, các bác có thể vặn xuôi vặn ngược. Đấy, các bác có thể vặn xuôi vặn ngược đều được. Rất là tiện nhé. Một cái bộ này thì các bác về các bác sử dụng trong gia đình nó rất là ok luôn. Và một cái bộ này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi luôn, 280.000 đồng. 280.000 đồng. Và bên nhà em bao ship luôn cho các bác rồi nhé. 280.000 đồng và nhà em bao ship luôn cho các bác rồi, nên là các bác yên tâm. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo, Automat của Mitsubishi. Con này thì công suất của nó là 40A. 40A nhé. Đấy. Con này thì sử dụng điện 100 đến điện 220 đều được. Đấy, điện 100 điện 220 đều được. Dòng dò của nó là 30mA. Dòng dò của nó là 30mA. Át này át chống giật nhé. Át này át chống giật. Hàng xịn sò luôn. Đấy. Các bác về các bác chỉ việc bắt vào chân này. Đấy, lửa nguội vào chân này và lửa nguội chân này ra. Mitsubishi. Đấy, áp chống giật. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá ưu đãi nhé, chỉ có 170.000 đồng thôi. 170.000 đồng một cái. Automat chống giật. Automat chống giật 170.000 đồng một cái các bác nhé. Hàng đẹp và xịn sò luôn nhé. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Đó. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một số những dòng mẫu mic hát karaoke. Mẫu mic hát karaoke này, thương hiệu của nó là thương hiệu của Tomahawa, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Này, mic Nhật, dây Nhật, nó rời luôn nhé. Đấy, nhưng mà em bán cả bộ. Này, các bác ấn chặt vào, rút ra. Em bán cả bộ này. Đấy, các bác về, các bác lắp vào. Bác lắp vào, thương hiệu của nó là thương hiệu của Tomahawa. Đấy, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Con này thì bên nhà em đang bán cả một cái bộ này. Đấy, với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi luôn, 250.000 đồng. 250.000 đồng và nhà em bao ship nhé. 250.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đó, nên là các bác yên tâm, hàng này thì các bác yên tâm rồi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, dây của nó thì dây dài gần 5 mét nhé. Dây của nó dây dài gần 5 mét. Nên là các bác có thể yên tâm để sử dụng. Đấy, nên là các bác yên tâm để sử dụng. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp trong cái video ngày hôm nay. Một cái nắp này. Hai cái này. Ba cái này. Xong đến bên trong. Inox của cái bình này inox 304. Nhưng cái lọc này thì nó lại cao cấp hơn một chút để nó lọc. Đấy, thì nó là inox 316. Mở nắp ra này. Đấy. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nên là các bác có thể đựng nước sôi thoải mái. Đấy, đựng nước sôi thoải mái luôn nhé. Đựng nước sôi, nước nóng từ 24 tiếng và nước lạnh 24 tiếng. Hàng đẹp luôn. Rất là nhiều nắp nên là các bác thể đậy rất là ok luôn. Giá của con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Giá của nó bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 300.000 đồng thôi. 300.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác nhé. 300.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Hàng này thì các bác yên tâm, đó là đẹp xịn sò, ngon bổ rẻ. Đẹp xịn sò, ngon bổ rẻ nhé. 300k bao ship. 300k bao ship cho các bác. Inox 304. Dòng này là inox 304 nhé. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp, cáp sạc 3 đầu này. iPhone này. Cái này giờ là iPhone 15 nó cũng dùng cái đầu tai chi này nhé. Đầu tai chi này và đầu cũ này. Mới cũ các bác đều có thể sử dụng được tất. Hàng đẹp luôn nhé. Dây của nó dây béo này. Dây của nó dây béo này. Rất là ok luôn, 3 đầu. Sạc ổn định nhé. Cái dòng này sạc rất ổn định luôn. Và giá của nó thì lại rất là mềm. Đấy, giá của nó chỉ có 40.000 đồng thôi.
cực kỳ ok luôn nhé, giá của nó cực kỳ ok cho bác luôn, 40k, 40.000 đồng. Cáp sạc ai, cáp sạc đa năng 3 đầu, 40k. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp bên thì em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng camera ngoài trời. Dòng này thì dùng rất là ok các bác. Nhà em đang trải nghiệm rồi. Nhà em đang trải nghiệm rồi nhé. Đây em bóc ra sẵn rồi. Bóc ra sẵn rồi cho các bác rồi. Đấy. Con này thì các bác chỉ cần treo một cái vị trí cố định. Các bác chỉ cần treo một cái vị trí cố định và các bác bắt vít, chân vít vào đây. Đấy. Đấy. Và con này thì thẻ nhớ các bác xoáy ốc các bác bắt trong này. Đấy, lưu trữ cực kỳ ok luôn. Các bác lưu trữ cực khủng luôn. Nó có thể sử dụng được cái thẻ nhớ 512GB nhé. Có thể sử dụng thẻ nhớ 512GB, chịu được nước. Đấy, bắt wifi được. Bắt được wifi, cảm biến chuyển động này. Đấy, độ phân giải của nó là 1080p. Đấy, cực kỳ sắc nét luôn. Cực kỳ sắc nét luôn nhé. Hàng này thì cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò luôn nhé các bác nhé. Đấy, mã của nó là HC3. Các bác lên tham khảo. Cái dòng này người ta bán không bao giờ có cái giá nguyên cam không dưới 1 triệu của cho các bác luôn. Không bao giờ có dưới 1 triệu. Đây, còn nhà em thì giá của nó thì tí nữa em sẽ báo giá. Các bác về chỉ việc bắt lên. Con này nhé, các bác đã bắt được wifi, có thể bắt được wifi thoải mái đúng không ạ? Nhưng các bác có thể kết nối được cả TP-Link. Đấy, những cái đường link và để những cái dây mạng này. Để các bác có thể kết nối vào những cái bộ chia wifi của chúng ta. Đó, nó rất là tiện ở cái điểm đó. Nó rất là tiện ở cái điểm đó nhé. Đấy. Hàng này thì hàng đẹp xịn xò luôn. Hàng này hàng đẹp xịn xò luôn. Chỗ này là chỗ cắm sạc này. Chỗ này chỗ cắm sạc này các bác này. Đấy. Một cái dòng cả sản phẩm đây. Cắm sạc nguồn vào các bác cứ cắt dạng được. Các bác cứ cho em là nguồn vào 12V. Nguồn vào 12V là được. Và giá của nó thì bên nhà em đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Chỉ có 850.000 đồng thôi. 850.000 đồng một con camera ngoài trời này các bác nhé. Camera ngoài trời này. Cực kỳ ok và cực kỳ sắc nét luôn. Con này sử dụng rất là ok luôn. Các bác để ngoài trời thoải mái. Đấy, để ngoài trời thoải mái luôn. Đấy. Góc quay của nó thì cực kỳ rộng luôn nhé các bác nhé. Không phải là chật đâu. Góc quay của nó cực kỳ rộng luôn nhé. Đó. Còn khi các bác lấy nhà em hàng nhà em thêm. Các bác lấy kèm thẻ nhớ nhé. Cái này là em không... Các bác lấy được mà không lấy được nhé. Lấy nguyên cam không em cũng bán. Thật lòng với các bác luôn là em lấy ở cái cửa hàng điện thoại. Đấy. Và người ta để cho em giá 150.000 đồng một cái. Đó là em lấy số lượng nhiều. Đấy. Thì em để lại cho bác đúng giá 150.000 đồng, không lãi một đồng nào. Đấy. Thì là nếu mà các bác lấy kèm thẻ nhớ thì các bác hỗ trợ em thêm 150.000 đồng nữa. Camera ngoài trời. Đấy. Hàng xịn xò luôn. Hàng xịn xò luôn nhé. Đó là cái lưu ý bên nhà em. Hàng này thì các bác yên tâm một điều, đó là đẹp, xịn xò, ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để ở góc màn hình nhé. Em đang để ở góc màn hình. Quý các bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh các nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Máy hút bụi Tamashio. Không những nó hút bụi đâu đây. Mà còn thối bụi rồi. Các bác nghe cái tiếng gió của nó là các bác đã biết là cái độ hút và độ thổi của nó mạnh như nào rồi. Hết pin thì các bác lại cắm sạc. Đấy, nó có cái USB này thôi nhé. Nó có cái USB này thôi. Đấy, cắm đúng như sạc điện thoại. Hết pin các bác lại sạc vào. Và các bác đầy pin này các bác lại sử dụng bình thường thôi. Đấy, con này bên trong này nó là dòng là cái gì nhỉ? Nó là bằng thép. Tốc độ vòng quay cực kỳ lớn luôn. Con này mà các bác nào mà làm cái nhóm lò ấy, thì nhóm bí quá các bác, ví dụ là có than nướng ấy. Này. Thổi này rất là ok luôn. Đấy, bí quá các bác có thể làm than nướng than như thế. Đấy. Hoặc là bác có thể vệ sinh trong xe hơi, ghế sofa, những cái kẽ mà chúng ta không thể thò tay vào được, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi nhé. Cái mã sản phẩm máy hút bụi này, nó bên em đang bán với cái mức giá đó là 230.000 đồng.
230.000 đồng và anh em bao ship. 230.000 đồng và anh em bao gồm phí ship cho bác luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, hàng nội địa Nhật, đến từ Made in Japan nhé. Made in Japan, hàng đẹp luôn. Một cái sản phẩm tiếp theo, còn vài cái kéo cắt cành nữa. Đấy, còn vài kéo cắt cành cán gỗ nữa. Hàng xịn luôn nhé. Hàng xịn luôn, hàng của Nhật. Còn vài cái nữa, cán gỗ này, liền thân này, nên là các bác cắt không sợ bị gãy đâu, con này dùng rất là bền. Đang bán 160.000 đồng. Thanh lý cho các bác 120k. Thanh lý cho bác luôn 120.000 đồng. 120.000 đồng nhé. Thanh lý cho các bác luôn. Keo cắt cành cán gỗ. Keo cắt cành cán gỗ này. Hàng xịn xò luôn. Hàng xịn xò luôn nhé. Đẹp chắc chắn. Đẹp chắc chắn. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng ly giữ nhiệt uống bia. Hàng Nhật bãi. Dung tích của nó 350ml. Dung tích của nó tầm 350ml. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. 75.000 đồng một cái. 75.000 đồng một cái. Siêu rẻ luôn. Siêu rẻ và siêu chất lượng luôn nhé. Nên là các bác yên tâm. Đó, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn. Hôm nay thanh lý cho các bác rất là nhiều món trong một cái video này rồi. Đó, thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu tới các bác một số những món của bên em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.